Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin kết thúc tuần qua mức giá 26.200 đô la, chứng kiến giao dịch trong phạm vi hẹp tương đối nhàm chán. Giá đã từng có thời điểm vượt qua mức 27.000 đô la vào ngày 19 tháng 9, nhưng đã giảm trở lại ngay sau đó. Thông tin đáng chú ý là Bitcoin halving đã hoàn tất 85%. Với nguồn cung của những người nắm giữ dài hạn gần đạt mức đỉnh mới, thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn rất thú vị. Sự kiện Bitcoin halving sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2024. Nếu lịch sử lặp lại, thị trường tăng giá sẽ không bắt đầu sớm nhất cho đến năm sau. Theo dữ liệu mới nhất, Bitcoin halving đã hoàn thành được 85%. Đồng thời, nguồn cung do những người nắm giữ dài hạn cũng gần đạt mức cao nhất mọi thời đại. Trong các chu kỳ trước đây, đây là tín hiệu của việc Bitcoin đã chạm đáy, sau đó là giai đoạn đầu của chu kỳ mới. Chỉ báo về nguồn cung Bitcoin của những người nắm giữ dài hạn, trước đây luôn là thước đo đáng tin cậy về sức khỏe của thị trường crypto. Trong lịch sử, số liệu này có mối tương quan nghịch với hành động giá dài hạn. Những người nắm giữ dài hạn không di chuyển tài sản của họ trong thời gian thị trường chạm đáy. Hơn nữa, mức tăng nguồn cung lớn nhất trong tay những người nắm giữ dài hạn xảy ra trong các thị trường giá xuống. Đây là lúc các nhà đầu tư giữ ý chí kiên định, không cắt lỗ Bitcoin khi giá lao dốc. Họ giữ tiền của mình vì họ tin rằng thị trường crypto sẽ phục hồi trở lại trong tương lai, và khoản đầu tư của họ sẽ mang lại lợi nhuận. Điều ngược lại cũng đúng trong một thị trường giá lên đang suy yếu. Giá Bitcoin tăng vọt khiến những người nắm giữ dài hạn sẵn sàng bán tài sản của mình để kiếm lời. Trong lịch sử, mỗi khi giá Bitcoin tăng mạnh, chúng ta đều chứng kiến sự sụt giảm đáng kể nguồn cung của những người nắm giữ dài hạn. Bitcoin sau đó sẽ chuyển vào tay những người nắm giữ ngắn hạn, những người tham gia thị trường ở giai đoạn muộn, được thúc đẩy bởi mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Nhà phân tích The Rational Root đã công bố biểu đồ về nguồn cung Bitcoin trong tay những người nắm giữ dài hạn, xếp chồng từng đợt halving lên bản vẽ của mình. Trong biểu đồ, tỷ lệ cung cấp Bitcoin trong tay những người nắm giữ dài hạn hiện gần với mức đỉnh của nó là 76%. Điều này được thiết lập vào cuối năm 2015, khi giá Bitcoin kết thúc giai đoạn tích lũy trước đợt halving thứ hai. Sau đó, chỉ báo đều đạt đến đỉnh của một chu kỳ nhất định vài tháng trước khi sự kiện halving xảy ra. Sau mức đỉnh cục bộ này, nguồn cung của những người nắm giữ dài hạn giảm dần và đi ngang cho đến vài tháng sau đợt halving tiếp theo. Phải đến khoảng 6 tháng sau sự kiện này, chỉ báo mới có sự sụt giảm mạnh mẽ và Bitcoin mới bước vào một thị trường tăng giá thực sự. Nhà phân tích cũng công bố một biểu đồ khác cho thấy tiến trình phần trăm halving của Bitcoin. Nó so sánh các khoảng thời gian giữa lịch sử của 3 chu kỳ trước đó. Đợt Bitcoin halving hiện tại đã hoàn thành được 85%, khoảng thời gian kết thúc chu kỳ tương đối nhỏ 15%, được đặc trưng bởi hành động giá Bitcoin đi ngang tương tự. Trong cả hai trường hợp vào năm 2016 và 2020, giá Bitcoin vẫn tương tự nhau. Sự khác biệt là hai chu kỳ trước, Bitcoin đã trải qua xu hướng đi ngang với xu hướng tăng. Mặt khác, ở chu kỳ trước, sự kiện thiên nga đen do dịch bệnh Covid-19 gây ra đã mang đến cho nhà đầu tư thêm một cơ hội. Họ có thể mua Bitcoin với giá rẻ ngay trước đợt halving theo kế hoạch. Nếu lịch sử lặp lại, thị trường crypto có thể phải đối mặt với một xu hướng đi ngang kéo dài khoảng một năm. Sự kiện Bitcoin halving có thể không tác động ngay lập tức đến giá Bitcoin. Tác động của nó chỉ trở nên rõ ràng hơn trong quý cuối cùng của năm 2024 và trong suốt năm 2025. Dự đoán này phù hợp với các xu hướng được thấy trên biểu đồ nguồn cung của những người nắm giữ dài hạn. Chỉ báo hiện đang tiến gần đến mức đỉnh, nó cũng sẽ cần khoảng 12 tháng để đảo ngược xu hướng và chuyển sang giai đoạn phân phối. Khi những người nắm giữ dài hạn bắt đầu bán sau khi Bitcoin halving, đó sẽ là một trong những tín hiệu đầu tiên về sự bắt đầu của một đợt tăng giá. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.